Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi là Kiều Minh Đức đây. Rất là tuyệt vời thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập. Mà cái hệ thống này dành cho những anh chị em nào mới tập chơi hệ thống điện năng lượng mặt trời. Thì hệ thống này bao gồm cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Anh chị em theo dõi con chuột tôi, pin năng lượng mặt trời này, bộ điều khiển sạc này, ắc quy lưu trữ này, có thể là pin lithium, một cái bộ kích điện và một các cái hệ thống điện năng lượng trong gia đình, các hệ thống thiết bị trong gia đình và các cái tải tải đây là tải một chiều, thì cái này có thể là bóng đèn 12V. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em là cách tính toán tấm pin năng lượng mặt trời thế nào, bộ điều khiển sạc thế nào, ắc quy lưu trữ như thế nào cho nó phù hợp và bộ kích điện thế nào cho nó phù hợp với một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập như thế này, để làm thế nào chúng ta tích hợp lại. Thì cái giá thành của nó, cái bộ này là bộ do người mới chơi thì giá thành nó dao động khoảng là độ 15 triệu đồng đổ lại anh chị em nhé, tùy vào hãng và tùy vào cái thiết bị. Pin lithium thì đắt hơn, bộ kích điện thì cũng có nhiều loại, tấm pin năng lượng mặt trời có nhiều loại luôn, dao động khoảng 15 triệu đổ lại nhé. Thì đây là những cái bộ phận của nó. Đầu tiên chúng ta cần một cái hệ thống ắc quy lưu trữ. Ắc quy lưu trữ này thì có thể là 50Ah. Ah là cái gì thì tôi đã chia sẻ ở cái video trước. Ah là dung lượng lưu trữ của nó, ampere nhân với giờ. Ví dụ như một cái thiết bị của chúng ta thì chúng ta thường đo công suất của thiết bị và dòng điện, cường độ dòng điện ấy, thì là chúng ta đo là đơn vị là ampere. Ampere. Đó. Ampere này thì là đại lượng đặc trưng cho cường độ đo dòng điện và nhân với R, giờ tức là hour. Cái này tôi viết có đúng không biết. Giờ có nghĩa là hour, hour có nghĩa là giờ. Thì là tiếng ấy, ví dụ như một cái ắc quy 50Ah này thì là 50 A nhân cho 1 giờ thì chúng ta sẽ được là sử dụng trong 1 giờ là 50 A, thì nó sẽ hết cái bình này. Đấy. Tiếp theo nữa là cái hệ thống pin năng lượng mặt trời. Thì pin năng lượng mặt trời thì đơn giản rồi đúng không ạ? Là 100W, 150W này, có loại thấp thì bây giờ thường thường là 100W. Có loại 50W nữa nhưng mà là 50W thì ít dùng. 100W cho đến là 535W thì đối với các cái hệ thống điện năng lượng mặt trời mà công suất bé như thế này này thì người ta sẽ sử dụng cái bộ khoảng là từ 100W cho đến 150W, 200W, 250W cũng được, nhưng mà thường thì các cái loại pin công suất nhỏ từ 100W đến 150W. Tiếp theo nữa chúng ta cần một cái bộ sạc, điều khiển sạc. Bộ điều khiển sạc này có thể là trên thị trường hiện nay thì có hai loại, đó là sạc PWM và sạc MPPT. Thì sau này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cái sự khác biệt giữa hai cái loại sạc này và những cái ưu và nhược điểm của nó. Trong video này tôi sẽ không chia sẻ mà tôi chỉ giới thiệu, đó là có cái bộ sạc này. Sạc PWM thì nó không chuẩn bằng cái MPPT. Đối với MPPT này thì nó cho phép chúng ta là sử dụng cái công suất là cao hơn, dòng cao hơn và điện áp cao hơn so với sạc PWM, và nó có thể sử dụng được cho các cái tấm pin năng lượng mặt trời công suất cao. Đấy, tấm pin năng lượng mặt trời công suất cao. Còn thằng PWM này thì không thể sử dụng cho các cái thiết bị tấm pin năng lượng mặt trời công suất cao, mà nó chỉ sử dụng cho các cái tấm pin năng lượng mặt trời công suất thấp từ 100W đến 150W, đó là sạc PWM. Thằng MPPT này thì dùng được cho các cái tấm từ 300W đổ lên đến 535W. Đấy là thằng MPPT này có thể dùng được. Cái bộ phận tiếp theo nữa, nó chính là cái kích điện sinh chuẩn. Kích điện sinh chuẩn này thì trên thị trường nó cũng có hai loại. Một cái loại là mô phỏng,
kích điện mô phỏng sin và kích điện sin chuẩn. Thì anh chị em biết được, nếu mà anh chị em đã sử dụng thì chúng ta sẽ thấy đó là những cái hộ gia đình mà họ dùng cửa cuốn ấy. Cửa cuốn thì họ sẽ thường lắp những cái kích điện là mô phỏng sin. Sin chuẩn thì nó đi lên đi xuống, đi lên đi xuống này. Sin chuẩn. Sin chuẩn và mô phỏng sin chuẩn. Đây là một vài những cái loại kích điện sin chuẩn này và kích điện mô phỏng. Cái loại này là loại kích điện inverter sin chuẩn, là cái này nó phét ra anh chị em nhá. Cái bộ này là rất là dở này. Hiện tại trên thị trường thì có một vài các cái hãng khác, hãng như là Shure và Sinbao là tôi thấy là chuẩn nhất. Còn các cái hãng còn lại thì đa số là đều là hàng kém và hàng fake và hàng không có uy tín. Thì anh chị em lưu ý trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Ở đây thì nó vẽ những cái tải thiết bị xoay chiều này là không có đúng. Đối với cái hệ thống này, kích điện này thì gần như là chỉ dùng được là nồi cơm điện, tủ lạnh, bóng đèn. Không dùng được các thiết bị công suất cao như là điều hòa, rồi bàn là, những cái thiết bị công suất cao là không dùng được thì nó sẽ hỏng cái kích điện này. Đấy, đa số là nó chỉ dùng những cái thiết bị công suất nhỏ thôi. À, trong video này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em là cái cách tính toán làm thế nào. Đấy, ví dụ như ban đầu chúng ta sẽ có tấm pin năng lượng mặt trời này. Chúng ta sẽ có tấm pin năng lượng mặt trời. Tấm pin 150W đi. Thì 150W này là một ngày nó sẽ thu được bao nhiêu watt điện? Thì một ngày với khu vực là miền Nam nhá. Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nói khu vực miền Nam ấy, hoặc là ở miền Bắc mà mùa hè ấy, thì nó sẽ thu được nhiều điện. Là còn mùa mùa đông ở miền Bắc thì mùa đông ở miền Bắc thì gần như là không có nắng. Miền Nam thành phố Hồ Chí Minh thì cứ anh chị em cứ nhân cho 4 hoặc 5 lên. 150W này chúng ta sẽ nhân với 4. Đây là tính trung bình lại thì được khoảng 600W một ngày. 600W một ngày. Đây. 600W một ngày này. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái thiết bị là. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ tính từ cái ắc quy lưu trữ này. Từ ắc quy lưu trữ này nha. Ắc quy lưu trữ bây giờ tôi có một cái ắc quy lưu trữ 100 Ah đi. 12V. Đó. Thì trong bao lâu nó sẽ sạc đầy và lưu trữ được bao lâu? 100 Ah 12V này thì chúng ta sẽ lấy như chúng ta đã biết là P bằng U nhân Y. Đấy. Đây là hệ số công suất của dòng điện một chiều. Chúng ta học ở vật lý cấp 2 rồi. Vật lý lớp mấy thì tôi không nhớ lắm. Nó còn nhân với một cái hệ số suy giảm nữa. Cái hệ số suy giảm này là khoảng 0,7 0,8 gì đó. Tôi tính 0,8 nha. Cái hệ số suy giảm này không phải là cốt phi, mà hệ số suy giảm này là hệ số của bình ắc quy. Chúng ta sẽ giữ lại cho nó khoảng 20 đến 30% hệ thống bình. Thì như vậy là ở đây một cái hệ thống bình 12V. 12V đúng không? U là bằng 12V này, hiệu điện thế 12V. Nhân cho Y là 100. 100 là dòng điện đấy, 100 ampere đấy. Chúng ta nhân với 0,8 thì sẽ được là bao nhiêu nhỉ? Bằng 960 W. Như vậy là chúng ta đã quy đổi được từ ampere giờ này sang W. Đó. Vậy thì theo anh em là một cái tấm pin năng lượng mặt trời 150W này. 150W mà sạc một ngày tạo ra được là 4 400 à 150W nhân cho 4 là được 600W này. Thì nó có thể sạc đầy được cái bình là 100 Ah nhân 12V không?
Thì xin trả lời là không đẩy được anh chị em nha. Thì như vậy chúng ta sẽ cần là hai cái tấm này, hai tấm 150W này. Như vậy tính đơn giản thôi, ta cần hai tấm 150W sạc đây, sạc đầy bình 12V 100 à. Anh chị em thấy có đơn giản không? Bắt đầu từ từ cái tấm pin năng lượng mặt trời, chúng ta sẽ tính được cái công suất nó tạo ra một ngày, và như vậy chúng ta sẽ tính được từ cái ắc quy lưu trữ này. Đó, chúng ta có một cái bình như vậy là 100 mAh 12V. Thì như vậy chúng ta sẽ tính được cái lượng điện nó có thể lưu trữ được. Cái thằng 950W này thì đó là tổng cái công suất lưu trữ của nó có thể lưu trữ được. Thì anh chị em dùng càng nhiều điện thì nó càng nhanh hết. Ví dụ như bây giờ tôi có một cái quạt điện này là 50W. Thì như vậy là chúng ta sẽ lấy cái số này này, 960 này này, chia cho 50 thì chúng ta sẽ ra số giờ thôi. Ví dụ như quạt điện 50W. Đó. Thì như vậy là 960 chia 50 thì bằng bao nhiêu đây? 960 chia 50 bằng là 19,2 giờ. Thế như vậy là cái quạt điện 50W này sẽ sử dụng được trong 19 tiếng đồng hồ thì sẽ hết bình ắc quy. Đó. Chưa hết nhé, còn đây là 80% đấy, còn 20% bình đấy tôi giữ lại, coi như là hệ số sút giảm chúng ta không tính, nhưng nó khoảng 19 tiếng đồng hồ thì sẽ hết cái bình này. Thì như vậy tôi đã chia sẻ cho anh chị em là cái cách tính được cái số tấm pin năng lượng mặt trời. Từ cái tấm pin năng lượng mặt trời này chúng ta sẽ tính ra được công suất lưu trữ của nó, à, công suất điện nó tạo ra được một ngày bao nhiêu watt, và chúng ta sẽ tính được cái số lượng bình ắc quy lưu trữ bao nhiêu cho nó phù hợp. Bao nhiêu cho nó phù hợp? Ở đây là 50 mAh, 100 mAh, có thể là bình 200 mAh thì thông thường là 150 mAh. Đấy. Rồi cái điều tiếp theo ở đây thì có một cái thiết bị gọi là cái điều khiển sạc. Thế cái điều khiển sạc này thì có hai loại, đó là PWM và MPPT. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái điện dòng điện của nó là 30A. Ví dụ như tôi muốn lấy một cái loại sạc là MPPT 30A, thì cái sạc MPPT và cái sạc PWM thì nó sẽ có những cái điều gì khác nhau. Đó chính là thằng PWM này thì nó sử dụng cho các dòng tấm pin năng lượng mặt trời công suất thấp, còn thằng MPPT này thì nó dùng cho các cái dòng tấm pin năng lượng mặt trời công suất cao. Và bởi vì giải điện áp của những cái tấm pin năng lượng mặt trời công suất cao này thường là nó sẽ cao hơn tấm pin 300W đến 3535W này, thì điện áp nó rơi vào khoảng 40 45V đổ lên. Còn thằng 100W đến 150W này thì điện áp, giải điện áp của nó dao động khoảng 20V đổ xuống. Cho nên chúng ta sẽ lựa chọn cái sạc PWM và sạc MPPT này cho nó phù hợp. Còn cái dòng điện này là dòng điện tối đa cho phép mà chuỗi tấm pin năng lượng mặt trời đấu nối vào. Ví dụ như cái tấm 100W này nó có điện áp là 15V. Thì như vậy chúng nó sẽ cho phép là đấu song song hai tấm là 100W. Thế đấu song song là đấu thế nào? Là dương với dương, âm em thôi. Thì như vậy sẽ tạo thành là dòng điện tối đa là 30A. Còn cái việc mà ở đây chúng ta có cái bình lưu trữ này, ắc quy hoặc là pin lithium này, nếu mà sạc sạc cái dòng điện càng cao thì nó sẽ càng nhanh đầy. Đấy. Và càng dòng điện sạc càng thấp thì nó sẽ càng sạc càng lâu. Tương tự như kiểu mà nước của chúng ta đấy, dòng điện là áp lực nước ấy. Anh chị em cứ hình dung là áp lực nước càng mạnh thì bơm nó càng nhanh đầy. Đó. Rất là đơn giản phải không ạ? Hình dung cực kỳ đơn giản. Tiếp nữa ở đây thì chúng ta có một cái kích điện.
Kích điện sinh chuẩn và kích điện mô phỏng này thì nó có ý nghĩa gì? Rất là quan trọng, bởi vì tùy vào cái mục đích sử dụng mà chúng ta lựa chọn cái bộ kích điện cho nó phù hợp. Nếu mà chúng ta sử dụng các cái thiết bị trong gia đình như là tivi, tủ lạnh, thì chúng ta nên lựa chọn những cái kích điện đó là kích điện sinh chuẩn. Ở trên thị trường hiện nay thì có hai loại, đó chính là server và Shinbao, thì tôi thấy là chất lượng tốt, còn các loại khác thì đa số là không ổn. Một vài hình ảnh như ở đây là kích điện này này, trên Shopee họ đang bán, thì những cái loại kích điện này thì nó ghi là kích điện sinh chuẩn thôi, nhưng mà thực tế là không chuẩn anh chị em nhé. Để anh chị em lưu ý là cho nó phù hợp, lựa chọn phù hợp. Còn đối với kích điện mô phỏng sinh này thì anh chị em có thể lựa chọn, người ta thường sử dụng trong các cái mục đích như là kích cá tức là đi đánh cá đấy, còn dò điện để mà đánh cá thì người ta dùng loại này được. Nếu mà dùng những cái thiết bị trong gia đình thì nên sử dụng loại kích điện sinh chuẩn. Đấy. Cái điều tiếp theo nữa đó chính là đối với các cái hình vẽ này, người ta vẽ là không đúng. Anh nào vẽ cái hình này tôi không vẽ, tôi lấy tạm trên mạng ấy, thì các cái loại kích điện này thì không sử dụng được cho các thiết bị công suất lớn như là máy lạnh, điều hòa và bàn là. Nó chỉ dùng cho các thiết bị công suất nhỏ thôi, như tivi, tủ lạnh, đó, 1-200W, độ 1000W. Và kích điện này thì có công suất giới hạn, thông thường là từ loại 3000W đổ lại. 3000W đổ lại thì chúng ta lựa chọn cho nó phù hợp. Nếu mà chúng ta lựa chọn loại 3000W này thì chúng ta nên, thay vì chúng ta mua sạc và kích thì chúng ta mua một cái hẳn một con inverter luôn, thì nó đã tích hợp vào trong đó rồi. Inverter rất là đơn giản, thì chúng ta về chỉ cắm vào thôi, 3-trong-1, inverter 3-trong-1. Đấy. Còn đây là cái dòng này là dành cho những anh chị em nào mà mới chơi và nó rẻ tiền, độ 15 triệu đổ lại thì chúng ta có thể chơi được cái hệ thống này và giúp chúng ta lưu trữ ở những khu vực mà không có điện lưới với chi phí thấp, thắp đèn chiếu sáng, nấu cơm, xem tivi, đấy, sạc điện thoại di động, vân vân, là chúng ta dùng cái bộ này. Thì vừa rồi tôi đã chia sẻ cho anh chị em là cái cách mà chúng ta tính toán cái hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập này, làm thế nào mà lựa chọn được cái tấm pin năng lượng mặt trời nó phù hợp, bộ điều khiển sạc phù hợp, ắc quy lưu trữ phù hợp và kích điện phù hợp để chúng ta lựa chọn và sử dụng trong cái hệ thống điện mặt trời độc lập cho gia đình mình ở những cái khu vực mà chưa có điện lưới. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này, và nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên ấn vào cái nút đăng ký nha để ủng hộ tôi, và ấn vào cái hình quả chuông ở bên cạnh để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được cái video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Tôi là Kiều Minh Đức.